các bạn sau khi tìm hiểu về tập đoàn Hành Quay thì mình thấy có một cái máy lọc không khí dùng trong gia đình rất là tốt, thành ra mình đã nghiên cứu rất là kỹ về cái chiếc máy này, nên hôm nay mình sẽ làm cái clip này để mình chia sẻ với mọi người. Sở hữu hơn 35 năm cải tiến và hoàn thiện công nghệ xử lý không khí từ năm 1986, thì hiện nay Amway đã tung ra thị trường cái máy lọc không khí Atmosphere Mini nhỏ gọn, rất là tiện dụng, có thể di chuyển ở mọi nơi trong phòng của gia đình mình. Với mục đích là nâng cao chất lượng không khí, vì vậy sẽ dẫn đến là nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thực phẩm gồm có thức ăn và nước uống cũng như không khí là những thứ cần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và nước thì chúng ta có thể cần 2 lít mỗi ngày, nhưng không khí thì chúng ta cần 11.000 lít không khí mỗi ngày. Như vậy nó sẽ cao gấp 5.500 lần so với nhu cầu của nước trong mỗi cơ thể của chúng ta hàng ngày. Tuy nhiên thực tế thì tình trạng ô nhiễm không khí trên toàn cầu tăng đến mức báo động. Vào năm 2018 thì ước tính 9 trên 10 người đang hít thở không khí có chứa nhiều tác nhân gây ô nhiễm, và ô nhiễm không khí liên quan đến 7 triệu trường hợp tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Thông tin này có được trích xuất từ cái nguồn mà mình đã để ở dưới cái slide này. Như vậy ô nhiễm không khí nó sẽ bắt nguồn từ đâu? Thì theo tìm hiểu thì chúng ta biết được là không khí bên ngoài thì nó sẽ do tự nhiên gây ra. Cụ thể là ô nhiễm không khí do phun trào của núi lửa, do cháy rừng, gió cũng là tác nhân gián tiếp gây ô nhiễm không khí, và ô nhiễm không khí do những cơn bão, và cuối cùng là sự phân hủy của các gen động vật sống biển hay phóng xạ tự nhiên. Đây là những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí bên ngoài do tự nhiên tạo ra. Bên cạnh đó thì tình trạng ô nhiễm không khí bên ngoài mà do con người chúng ta tạo ra, ví dụ như là các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gây ra khói, khí thải nhà kính, giao thông vận tải cũng là nguyên nhân rất lớn gây ra ô nhiễm không khí như hiện nay. Các cái hoạt động về quân sự và quốc phòng như chất độc màu da cam cũng ảnh hưởng đến không khí của tự nhiên của chúng ta. Các cái hoạt động xây dựng về cơ sở hạ tầng đã tạo ra các cái bụi mịn bay khắp nơi trong không trung, và cuối cùng là thu gom xử lý rác thải cũng là nguyên nhân do con người tạo ra làm ô nhiễm không khí. Ngoài những tác nhân gây ô nhiễm không khí bên ngoài thì chúng ta cũng còn có một loại ô nhiễm không khí bên trong nhà mà chúng ta cũng thường hay thường gặp, đó là khí thải từ các nguyên liệu cháy như ga, than, củi khi chúng ta nấu ăn. Thứ hai là mùi hôi của các chất trong nhà vệ sinh hoặc là các chất keo trong nội thất, rồi khói thuốc lá, bụi, nấm, virus ở trong xung quanh phòng của chúng ta, và các cái máy móc thiết bị công nghệ cũng tạo ra các cái ô nhiễm không khí, và đặc biệt là lông lá và vi khuẩn của những con thú cưng cũng là một cái tác nhân gây ra ô nhiễm không khí bên trong nhà. Và theo thống kê thì không khí trong nhà ô nhiễm gấp từ 2 đến 5 lần ô nhiễm không khí bên ngoài. Và tất cả chúng ta ai cũng dành khoảng 50% thời gian hàng ngày của mình ở nhà, đặc biệt là những đứa trẻ, người lớn tuổi và phụ nữ thì họ thường ở nhà nhiều hơn. Vì vậy nếu như trong nhà mà có một người bị cảm thì có thể là virus nó sẽ lây lan và cả nhà đều bị cảm theo. Như cái sơ đồ này các bạn sẽ thấy là cái khả năng xâm nhập hệ hô hấp của bụi ô nhiễm nó có kích thước, thí dụ bụi phấn hoa, nấm mốc, nó có kích thước là 10 micromet,
hoạt chất hữu cơ kim loại vi khuẩn thì nó có kích thước là 2.5 micromet, và đặc biệt là các cái tiểu phong hữu cơ virus vân vân thì nó có kích thước là 0.0024 micromet. Và những con virus này nó sẽ xâm nhập vào hệ hô hấp của chúng ta thông qua đường mũi, thì nó sẽ tích tụ ở trong phổi của chúng ta đối với những cái hạt bụi mịn mà hạt bụi siêu mịn mà phổi của chúng ta không lọc được. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Vào năm 2016, lượng hạt ô nhiễm có kích thước 25 micromet ở Hà Nội thì có tương đương với 50 microgram trên 1 mét khối, ở thành phố Hồ Chí Minh là 42 microgram trên 1 mét khối. Thì cái lượng ô nhiễm này nó gấp đôi quy chuẩn của quốc gia là 25 microgram trên 1 mét khối, và gấp 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 10 microgram trên 1 mét khối. Vì vậy, tại Việt Nam có khoảng 60.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến ô nhiễm không khí. Các bạn có thể tham khảo các cái đường link ở trong cái slide này. Để giải pháp cho việc kiểm soát ô nhiễm không khí thì chúng ta tăng không khí hoặc là sử dụng các thiết bị lọc không khí đặc hiệu. Thì trong đó mình cũng có thể lưu ý quan tâm đến máy lọc không khí di động của An Quang. Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu về máy cấu trúc của máy lọc không khí Atmosphere Mini của Anquay như thế nào nhé. Bộ máy lọc này nó có bộ lọc là quan trọng nhất. Đây bộ lọc của nó là bộ lọc 3-trong-1, có 3 lớp. Lớp thứ nhất là bộ lọc sơ cấp, lớp thứ hai là bộ lọc carbon, và lớp thứ ba là bộ lọc HEPA. Qua ba lớp lọc này thì máy lọc không khí của Amway có thể lọc được các bụi bệnh, vi khuẩn, virus siêu nhỏ đến 0.0024 micromet. Cụ thể là máy lọc không khí Atmos Mini này có thể loại bỏ được 99.99% các hạt có kích thước nhỏ đến 0.0024 micromet khỏi không khí khi qua bộ lọc này, giảm hiệu quả các mùi thuốc lá, mùi nấu ăn và vật nuôi. Tốc độ phân phối không khí sạch không dưới 3.68 mét khối mỗi phút ở cái tốc độ số 3, để làm sạch phòng có kích thước lên đến 18.6 mét vuông, giúp giảm các vi khuẩn, nấm mốc, virus vân vân sau khi đi qua bộ lọc. Tiêu chuẩn HEPA mà hồi nãy mình đề cập ở trên, tức là tiêu chuẩn của châu Âu, ký hiệu là EN1822, hiệu suất mỗi lần đi qua. Ưu điểm vượt trội của máy lọc không khí di động Atmosphere Mini là thứ nhất là hiệu quả lọc đỉnh cao, ứng dụng công nghệ độc đáo là có thể sử dụng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng được cài trên điện thoại. Và hiệu quả lọc không khí này đã được kiểm chứng bởi các cái tổ chức có uy tín trên thế giới. Bây giờ chúng ta cùng xem demo máy lọc không khí đang có máy sử dụng ở thị trường Việt Nam. Máy nha, khởi động máy mọi người đếm nha. Bắt đầu nha, nhấn nút khởi động. Rồi, rồi dừng lại, mắt chưa chạy. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giây là nó làm không khiến bạn đó đi. Cho bé làm mặt trăng cái thằng lớn đi. Còn
phòng điện thì sao? Ở Việt Nam chúng ta thường khi sử dụng các thiết bị điện thì chúng ta quan tâm đến chi phí tiền điện. Thì ở đây là cái bảng tính, nếu mà mình sử dụng cái máy này 24/7 và bật theo từng chế độ, ví dụ chế độ này là bật ban đêm, chế độ số 1, số 2, số 3, thì tương ứng với từng chế độ như vậy chúng ta sẽ có chi phí điện hàng năm. Nếu mà cái máy này bật 24/7 như các bạn, chế độ ban đêm thì chúng ta chỉ có 77.754 đồng tiền điện cho một năm, và nếu chúng ta bật ở chế độ số 3 thì chúng ta phải trả 644.254 đồng tiền điện cho một năm. Với chất lượng của cái máy lọc không khí này thì các bạn nghĩ xem, giá của nó là 18.288.000, đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm chi phí vận chuyển. Như vậy các bạn thấy nó có hợp lý không? Để mua được cái giá này với chiết khấu của nhà phân phối thì các bạn hãy vào đường link ở đây để đăng ký, và đường link này sẽ được ghi ở dưới bảng mô tả của cái video này. Thì khi các bạn đăng ký dưới đường link theo mã bảo trợ của mình thì bạn sẽ nhận được sự bảo trợ của cả đội nhóm nhà phân phối Amway tại Việt Nam. Nếu các bạn còn lăn tăn về giá thì các bạn hãy suy nghĩ và so sánh giá của cái máy lọc không khí này với một chiếc điện thoại di động hoặc là một cái máy lạnh được lắp trong phòng, thì nó có khác nhau gì không? Các bạn hãy cân nhắc và quyết định để cho gia đình mình có một cái sức khỏe tốt. Kết thúc video này, mình xin phép một câu chuyện của thầy đã chia sẻ cho mình rằng là nếu mà bạn sống trong một ngôi nhà đẹp, bạn đeo hộp vàng và vàng đầy người, bạn đi xe xịn, bạn mặc đồ hiệu, nhưng mà cái phổi của bạn thì đê xì, như vậy thì bạn có nên cân nhắc để đầu tư cho gia đình mình một cái chiếc máy không? Ngày 3 tháng 10 năm 2022, Amway Việt Nam chính thức phân phối cái máy lọc không khí thương hiệu Atmos Mini này. Các bạn hãy nhanh chân đăng ký tài khoản theo cái đường link mã bảo trợ của mình ở dưới video này để các bạn nhanh sẽ được sở hữu chiếc máy lọc không khí sớm nhất nhé. Cuối cùng là Nguyễn Thanh Hùng, kênh Chùm Nụm Family, chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối cái clip này. Mong nhận được những cái đóng góp tích cực của mọi người, và đối với những đồng đội của Amway, mình sẵn sàng chia sẻ clip này để các bạn thành viên cũ của Amway cũng như thành viên mới đăng ký mã khách hàng nhà phân phối hay là nhà phân phối của Amway dưới mã bảo trợ của mình để các bạn điều chỉnh lại thông tin của riêng mình và giới thiệu đến khách hàng tương lai của mình.